Chào bạn, mình là Trình. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái vấn đề, đó là học hỏi nhiều hơn và kiếm tiền nhiều hơn. Theo quan điểm của mình thì mình xin trình bày như thế này. Có một câu của John Gordon rằng: nếu tôi học đến cùng thì tôi sẽ đi đến cùng. Đấy. Những người biết nhiều về thông tin, những cái thông tin có lợi thì nó sẽ có lợi thế lớn hơn rất là nhiều so với những người khác. Bạn có thể nghĩ rằng tốn hàng mấy năm trời thì mới có thể học được những cái kiến thức cần thiết để tạo dựng thành công. Nhưng thực ra, những việc đơn giản như đọc sách mỗi giờ một ngày, đấy, chuyển thời gian xem TV thành thời gian học bài, tham dự các lớp vào buổi tối sẽ làm cho tầm hiểu biết của bạn tăng lên một cách nhanh chóng. Và tất nhiên là cái thành công cuối cùng của bạn cũng sẽ được nâng lên ở một cái mức mới. Điều đầu tiên mình muốn nói, đó là xem TV ít hơn. Một sự thật đáng buồn là trung bình mỗi ngày thì một người Việt Nam xem TV thì hơn 6 giờ đồng hồ. Nếu bạn là một trong số này thì khi hơn 60 tuổi, bạn sẽ dành 15 năm trong đời để xem TV. Đó là 1/4 cuộc sống của bạn. Chẳng lẽ bạn muốn dành 25% cuộc sống của mình để theo dõi những người khác, những người đang làm việc trên truyền hình và trở nên giàu có, đạt được ước mơ của họ, còn mình thì lại sống một cái cuộc sống vô vị, đúng không? Trong một cái buổi gặp đầu tiên của tôi với lại một người thầy tên là Stoner trên mạng, thì thầy ấy là yêu cầu tôi là giảm thời gian xem TV xuống ít hơn là 1 giờ vào một ngày. Thầy giải thích rằng chỉ cần mỗi ngày chúng ta xem TV ít hơn 1 tiếng thì trong một năm chúng ta có thể có được là 365 giờ, đấy, tương đương với 9 tuần làm việc, đấy, tức là hơn 2 tháng để thực hiện những cái công việc quan trọng hơn cho mình. Đấy. Tôi hỏi thầy xem thầy muốn tôi sử dụng cái thời gian có được vào việc gì, thì thầy nói là bất cứ cái việc gì đem lại hiệu quả. Em có thể học thêm một thứ tiếng, có thể dành thời gian cho gia đình, học chơi một nhạc cụ, hay gọi điện cho khách hàng nhiều hơn, hay quay lại trường để học một cái văn bằng mới. Nhưng điều mà thầy nghĩ là em tốt nhất là nên đọc sách, hãy dành cho 1 giờ vào mỗi ngày để đọc sách. Đấy, em có thể đọc những cái cuốn tự truyện của những người thành đạt, đọc sách tâm lý, sách kinh doanh, tài chính hay là sức khỏe. Hãy nghiên cứu những cái nguyên tắc để có thể có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Đấy. Mỗi ngày thì anh bạn YouTuber của tôi đã đọc một cái cuốn sách về kinh doanh ít nhất là 20 cuốn vào một tháng. Và anh chàng này là người hiểu biết rộng nhất mà tôi từng được gặp. Anh ấy là người cung cấp dịch vụ quản trị tổng hợp. Dịch vụ này cung cấp cho những người đăng ký một cuốn sách kinh doanh mới nhất vào mỗi tháng, bản tổng hợp cuốn sách và một buổi phỏng vấn về tác giả của cuốn sách đó. Tất cả chỉ đắt hơn giá thành của cuốn sách một chút. Và khi công ty đó đã trở thành một dịch vụ được CEO và giám đốc các tập đoàn sử dụng thì nó trở nên rất là phổ biến. Một cái luận điểm thứ hai, đó là người lãnh đạo là những người hay đọc sách. Tiến sĩ John là một cái triệu phú rất là thành đạt. Ông đã từng lập một cái danh sách những người đoạt giải Nobel, sau đó tự lập tiếp một cái danh sách những người vĩ đại trong các lĩnh vực tương tự, ví dụ thơ, văn, khoa học, tôn giáo hay triết học. Tiếp theo, ông bắt đầu tìm đọc về tiểu sử, về sự nghiệp của họ, và không ngạc nhiên khi mà giờ đây John đã trở thành một cái người thông thái và sáng suốt nhất mà mọi người từng biết, mà bất cứ người nào có thể tiếp xúc và cảm nhận được. Đấy, đó chính là kết quả của đức tính ham đọc sách. Đấy, John nói sau khi chạm tay vào lọ hồ, bạn có thể không bị dính keo, bạn không thể là không bị dính keo. Đấy, cũng như vậy thì khi bạn dành tâm trí để đọc về sự nghiệp của những người thành đạt, nó sẽ đọng lại trong đầu bạn. Nếu bạn đọc về những cái câu chuyện vô đạo đức, bạn sẽ biết cách tránh khỏi cái chuyện này. Nội dung của cuốn sách có ảnh hưởng vô cùng lớn đến bản thân của John. Đấy. Jim Rohn là một cái nhà triết học về
khả năng truyền cảm hứng đầu tiên của Hoa Kỳ, thì cũng khuyên người 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 Mỹ thì nên dành thời gian 1 giờ mỗi ngày để đọc những cuốn sách. Ông ấy dạy rằng nếu bạn có thể đọc được một cuốn sách vào mỗi tuần thì sau 10 năm bạn sẽ đọc được 50 hơn hơn 500 cuốn sách, và sau 20 năm con số này cứ lên đến là 1.000. Lượng sách này sẽ giúp cho bạn nằm trong top những cái chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực của bạn. Thêm vào đó, nếu đọc những cái cuốn sách về lĩnh vực chuyên qua là những cái lĩnh vực mà liên quan, ví dụ như là kinh tế, tâm lý hay là quản trị gì đấy, thì bạn sẽ có những cái kiến thức sắc bén mà người khác không có. Đấy. Yếu tố thứ ba thì mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn để kiếm tiền nhiều hơn, đó là chúng ta nghiên cứu cuộc sống của những người vĩ đại. Bạn nên tìm đọc những cái cuốn sách viết về những tiểu thuật, về những cái tiểu sử của những người vĩ đại, hoặc là cuốn tự truyện của họ. Đọc xong thì bạn sẽ biết cách tự làm cho mình trở nên vĩ đại. Cựu thống đốc bang Hoa Kỳ New York là Mayer đã từng nói rằng tiểu sử của những cái chính trị gia luôn nằm trong cái danh sách những cuốn sách mà tôi tìm đọc. Hồi còn lúc là một đứa trẻ thì cuốn sách Profile của In Cougar của John Candy đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Khi trưởng thành, mỗi lần nghe thấy một cái chính trị gia nói điều gì đó sai trái thì tôi tự nhủ rằng chẳng lẽ không ai còn muốn đọc cái chương trình nào trong cái Profile Cover của John Candy nữa hay sao? Đấy. Bản thân thì cũng cái cựu bang thống đốc này thì cũng dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu tiểu sử của Lincoln, đấy, Washington hay là Roe. Trong một bài phát biểu gần đây của Rudy tại Santa Barbara, vì tôi nghe ông nói rằng chính nhờ vào việc đọc sách về thủ tướng Winston Churchill và cách ông ấy đã lãnh đạo nước Anh vượt qua cái cuộc công kích của chiến tranh thế giới thứ hai, đã giúp cho Giuliani lãnh đạo New York đấy thoát khỏi cái khó khăn sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Một nguồn cung cấp thông tin về tiểu sử của các nhân vật vĩ đại đó là British Light Networks. Công ty này đã phát hành một series sách, phần mềm và chương trình audio kể chuyện về hơn 500 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tất cả đều thể hiện đơn giản và xúc tích và dễ hiểu. Bạn có thể truy cập vào cái website này để xem và tìm hiểu. Ở cái yếu tố thứ ba, cái yếu tố thứ tư là tham dự đại hội thành công. Đấy. Thì tôi còn nhớ lần đầu tiên tham dự cái hội nghị về thành công, có hàng ngàn người đã đến để học hỏi những cái từ những cái nhà diễn thuyết, nhà giáo hay là những người truyền cảm hứng vĩ đại. Bạn có thể học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu bằng cách tham dự cái hội nghị thành công này. Ngoài ra, bạn có thể hỏi bạn bè đã tham gia hay theo dõi trên mạng những cái hội nghị kiểu này. Hãy mở rộng sự quan tâm ra khỏi những cái mẫu quảng cáo được đăng lên lên trên cái tờ báo địa phương. Yếu tố tiếp theo đó là bạn hãy là người có thể dạy bảo. Mình nhấn mạnh lại, bạn là người có thể dạy bảo. John Donner là chủ tịch, giám đốc điều hành của Interpublic, tức là tập đoàn quảng cáo lớn nhất thế giới, đã từng nói như thế này: nếu khiêm tốn, bạn có thể học hỏi nhiều hơn. Tôi không tìm thấy những cái điểm thú vị nào khác ngoài khiêm tốn, nhưng ít nhất điều trên là đúng. Có một lần tôi gặp Skip Barber ở trên một cái chuyến bay ở Las Vegas. Thì Skip là cái nhà huấn luyện viên dạy lái xe thể thao trên trên đường đua. Khi đó tôi hỏi anh làm cách nào để nhận được nhận ra được những cái học viên tốt nhất, thì Skip trả lời như thế này: đó là những người có thể dạy bảo, họ luôn mong muốn được học hỏi, họ là những người không tỏ ra mình là biết tất cả mọi thứ, và anh có thể dạy được và anh chẳng có gì để có thể dạy họ cả. Đấy. Hay nói cách khác, họ là những cái người luôn luôn khiêm tốn để học hỏi và phát triển trong cuộc sống. Bạn cần là những người có thể dạy bảo, tức là bạn luôn luôn khiêm tốn. Bạn không cần tỏ ra mình là những người đã biết hết mọi việc,
mà cần là những cái người luôn sẵn sàng học hỏi. Hãy lắng nghe những người đã làm được điều mà hiện tại bạn bạn mong muốn, mà hiện tại bạn đang ước mơ đấy. Có một lần tiến sĩ Billy tại quỹ Stoner thì ông là cũng là một người thông thái nhất mà khi mà người nào tiếp xúc cũng đều có thể nhận ra được điều đó. Mỗi lần tham dự một buổi họp thì tại đó Billy gặp gỡ các chuyên gia tư vấn đấy. Lúc đó thì mình cảm nhận là thấy là im lặng lạ thường. Một hôm tôi đã hỏi tại sao hiếm khi ông phát biểu tại cái cuộc họp này. Câu trả lời của ông không những giải đáp thắc mắc của tôi mà còn dạy cho tôi hiểu được tại sao ông có cái được cái hiểu biết sâu rộng như vậy. Ông nói, tôi đã biết những điều tôi đã biết những gì tôi biết. Nếu tôi luôn tìm cách nói chúng ra nhằm ấn tượng với mọi người thì tôi sẽ chẳng học thêm được gì nữa. Tôi muốn học được những điều mà mình chưa biết từ từ người khác, và ông luôn làm như vậy. Đấy. Yếu tố tiếp theo là sẵn sàng đón nhận những cái cơ hội đến với mình. Sẵn sàng đón nhận những cái cơ hội đến với mình. Trong cuốn sách Live Your Dream thì Les Bon đã kể cái câu chuyện về ước mơ của anh trở thành người giới thiệu đĩa hát nổi tiếng khắp khắp Miami. Anh nói rằng khi tôi nghĩ đến điều này, tôi đã không có cái ý tưởng nào để thực hiện nó, nhưng tôi biết cuộc sống sẽ cho tôi cơ hội và tôi chuẩn bị để sẵn sàng đón nhận chúng. Le đã đi theo một thầy giáo cấp 3 của anh, học càng nhiều càng tốt về truyền hình. Họ tập luyện cho anh cái giọng nói và không lâu sau Le đã hình thành cái phong cách riêng cho mình. Giả vờ lúc ở trường là những lúc anh đang đang làm cái phát thanh viên, anh tìm kiếm những giáo viên có thể tạo ra cơ hội để mình có thể tiếp cận với trường thanh. Sau khi tốt nghiệp trung học, mặc dù kiếm sống bằng nghề làm công nhân vệ sinh thành phố, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi cái ước mơ trở thành phát thanh viên trong cái chương trình đêm của đài phát thanh Miami. Lê đã tận dụng các cơ hội để học tập nhiều hơn, anh tiếp thu tất cả những gì có thể, quan sát những giới thiệu làm việc và thực hành tại studio bằng bìa giấy anh dựng ở nhà. Micro được làm từ bàn chải đánh răng. Và cuối cùng, vào buổi tối, một phát thanh viên không thể hoàn thành công việc và Le đã có được cái cơ hội cho chính mình. Khi cơ hội đến, Le đã không chuẩn bị để được lên đài mà còn muốn mình nổi bật khi phát sóng. Phong cách và những cái bài đối thoại, những cái câu chuyện đùa đấy, chương trình truyền hình mà anh dày công luyện tập đã được được đền đáp. Ngay sau lần này thì Le đã được nhận làm nhân viên dự bị cho chương trình và sau đó trở thành người giới thiệu đĩa nhạc chính thức cho cái chương trình của riêng anh. Cái yếu tố tiếp theo là tham dự các lớp đào tạo phát triển về tiềm năng con người. Đây là một điều khá quan trọng. Một người vô danh nào đó đã từng nói với tôi như thế này: chẳng có gì thay đổi cho tới khi bạn bạn hành động. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lái xe và chân bạn vẫn đang nhấn phanh. Bạn có kéo ga mạnh đi chăng nữa thì nó có đi nhanh hơn không? Không. Đơn giản bạn chỉ cần thả phanh ra là chiếc xe sẽ tăng tốc ngay lập tức và chẳng cần phải tốn thêm một cái chút xăng nào cả. Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta cũng đang tự nhấn phanh để ngăn cản bước đi của mình. Đã đến lúc bạn cần từ bỏ cái suy nghĩ hạn chế, những cái trở ngại cảm xúc, những cái hành vi tự hủy hoại và đang kéo giữ bạn, không cho bạn tiến lên. Ngoài những kỹ thuật được học ở cái lần trước, thì có những hai phương pháp hữu hiệu để thả phanh là tham gia các lớp đào tạo phát triển bản thân và yếu tố thứ hai đó là tham gia lớp trị liệu về tâm lý. Đấy. Nếu cần đưa ra một cái lý do cho sự thành công hiện tại thì có lẽ đó là chính chính tác giả đã tham gia hàng trăm cái hội thảo phát triển trong suốt 40 năm qua. Tất cả chúng ta
trong đó bao gồm cả cả bản thân tác giả, thì cũng cần những cái cần có những ảnh hưởng từ bên ngoài để vượt qua được những thói quen cố hữu và tìm cách tìm ra những cách nghĩ, những cái cách hành hành động mới. Đấy. Nếu bạn là một chuyên gia trong ngành và tin tưởng nghề tư vấn của bạn có thể bước tiến nhanh chóng trong một cái buổi hội thảo tầm cỡ quốc gia, thì tại sao bạn không chuẩn bị ngay từ bây giờ? Hãy viết một bài thuyết trình của mình, học cách và làm chủ trì trong một hội nghị, thực hành diễn thuyết và chuẩn bị sẵn sàng để có thể đứng trên sân khấu trước trước mọi người. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, tại sao bạn không hỏi sếp của mình làm cách nào để có thể thực hiện điều đó? Có thể bạn cần quay lại tại trường để học để lấy bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, hoặc là bạn cần có một năm để tích lũy kinh nghiệm, hoặc có lẽ bạn nên học cách sử dụng chương trình phần mềm mới nhất. Bằng cách đó, khi cơ hội thăng tiến đến thì bạn có thể nói rằng tôi đã sẵn sàng. Phải chăng bạn cần học thêm một ngoại ngữ, hay nếu bạn cần có thêm một cái kỹ năng nâng cao, có thêm được cái nguồn lực và cái mối quan hệ mới, hay bạn cần có một cái cơ thể ưa nhìn hơn, bạn có nên phát triển cái kỹ năng thương mại mới, kỹ năng kinh doanh hay kỹ năng đàm phán hay không? Bạn có đang học cách sử dụng cái phần mềm máy tính hay không? Những cái phần mềm như Babon hay là Paymaster, Photoshop hay là Excel. Bạn cần học chơi golf để có thể cùng đối tác của mình vừa chơi golf vừa thương lượng chuyện làm ăn. Phải chăng cuộc sống và hôn nhân của bạn sẽ tốt hơn khi bạn và vợ vợ hoặc là chồng bạn có thể tham dự một cái lớp học khiêu vũ? Bạn cần có thể học chơi nhạc cụ hay là tham gia cái lớp diễn xuất, hay là học cách viết tốt hơn để có thể đi tới nơi bạn mong muốn. Dù bạn cần làm gì để chuẩn bị đi chăng nữa, thì hãy lập ra một danh sách gồm 10 điều cần thiết để giúp bạn sẵn sàng có cơ hội, sẵn sàng mỗi khi có cái cơ hội tới. Đấy. Nhắc lại là hãy lập ra một danh sách 10 điều cần thiết để giúp bạn sẵn sàng có một cái cơ hội mới. Hãy tham gia một lớp học phù hợp với thời gian biểu của bạn, đọc thêm nhiều sách và học thêm những cái kỹ năng mới, tham gia các hội nghị chuyên ngành. Hãy trông giống như một người chơi thực sự khi mà trận đấu bắt đầu. Đấy. Như trong câu chuyện của Le Bon ấy, vừa nói cái câu chuyện anh chàng về đài phát thanh ấy, thì tất cả những gì cần có đó là tình yêu, sự kiên trì và niềm tin một ngày nào đó cơ hội sẽ tới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng ngay từ lúc này. Hơn hết, cái luận điểm tiếp theo là cam kết học hỏi suốt đời. Hãy nhớ rằng khối lượng thông tin và kiến thức trên thế giới tăng với tốc độ chóng mặt. Trên thực tế, cứ sau 10 năm thì kiến thức của con người lại tăng gấp đôi. Đừng hy vọng rằng tốc độ này sẽ giảm xuống. Một điều báo động hơn nữa là lượng thông tin mà bạn cần có để đạt tới thành công, trở thành người đứng đầu cái lĩnh vực của bạn cũng phát triển với một cái vận tốc tương tự. Đó chính là lý do tại sao bạn cần tự cam kết rằng trong cái cuộc đời này bạn cần tự cải thiện bản thân và học tập, mở rộng suy nghĩ, nâng cao kỹ năng, tăng cái khả năng tiếp thu kiến thức cũng như là áp dụng chúng vào vào thực tế. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi bàn luận, cái buổi chia sẻ tiếp theo.